Bây giờ nha, chị ví dụ nha, em đi làm mấy cái chuyện đó, lỡ em gặp chuyện gì, không ai bên cạnh em hết, bởi vì em chỉ có một mình thôi. Em có chuyện gì thì ba mẹ sống sao, chị sống sao? Em có biết không, có lần chị thấy ba ngủ ở đó, ngủ ngay cái ghế salon đó, ngủ quên khi mà chờ em về. Thì tại vì em... Những cái cảnh đó nếu mà chị không nói thì làm sao em biết được, đúng không? Thì ai cũng có lựa chọn riêng của mình hết. Nói như chị, nếu mà người ta sợ chết thì làm gì có phi hành gia, đúng không? Làm gì có người chơi trò chơi mạo hiểm. Cắt. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Hy vọng các bạn sẽ thích buổi săn ma của nhóm tụi mình. Và hãy like, subscribe cho kênh để tụi mình làm những tập săn ma tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bởi vì đây không phải là sở thích, mà nó là đam mê, là kỷ niệm của chúng ta, hiểu không? Thôi đủ rồi, tôi không muốn tranh cãi nữa, mất thời gian lắm. Tôi là sao? Hôm nay Trâm Anh lạ lắm, Trâm Anh rất xa lạ với Hiếu luôn á. Bữa tiệc nào mà không tàn, hết vui rồi thì tan. Ui, ui, ui.